thơm nồng mà em ưng hồng. Em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui. Có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu, sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui. Có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh,
mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn én trong vườn xuân. Mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn én trong vườn xuân. Xin được hân hoan đồng nhiệt chào mừng sự có mặt của tất cả quý vị quan khách. Chúng ta đang có mặt tại khán phòng tiệc cưới của đàn Đại Nam để chúng ta cùng tham dự bữa tiệc mừng ngày hôm nay, cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ chú rể Nguyễn Mạnh và cô dâu Minh Ngọc. Thưa quý vị thân mến, và bây giờ đã đến giờ diễn ra những giây phút trọng đại và ý nghĩa của lễ thành hôn. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tạm dừng những câu chuyện tâm giao trong một ít giây lát. Và xin quý vị chúng ta cùng hướng mắt nhìn của mình về phía chiếc cổng khán phòng tiệc cưới để chúng ta cùng chào đón trở lên sân khấu ngày hôm nay sự hiện diện của cô dâu và chú rể, cùng với đó là sự hiện diện của quý ông bà là bố mẹ thân sinh sau cô dâu và chú rể. Xin quý vị chúng ta cùng chào đón, chúc mừng họ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của toàn thể quý vị, xin mời. Chúc quý vị thân mến, và đang tiến lên sân khấu thánh đường hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong ngày trọng đại hôm nay. Những thiên thần nhỏ bé, những sức giả của tình yêu đang chúc mừng những bông hoa để cho cô dâu và chú rể cùng với hai bên gia đình sẽ hiện diện lên sân khấu trong ngày trọng đại hôm nay. Và thưa quý vị, họ là những người hạnh phúc sáng ngời khi có sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách đã về tham dự bữa tiệc của ngày hôm nay, đã dành cho họ những tình cảm, những điều chúc tốt đẹp và ý nghĩa. Một lần nữa rất mong muốn toàn thể quý vị cùng chào đón hai bên gia đình chúng tôi. Xin một tràng pháo tay thật lớn lên nữa để cùng chúc mừng nhé. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, và hiện diện trên sân khấu lúc này đây của ban tổ chức chúng tôi, kính thưa quý vị, họ là những người hạnh phúc nhất và rạng người nhất. Và cho phép MC Thành Công xin phép được trân trọng giới thiệu hai bên gia đình chúng tôi để được ra mắt, được cảm ơn, đặc biệt để được đón nhận tình cảm chúc mừng của tất cả quý vị quan khách. Kính thưa quý vị thân mến, về phía gia đình họ nhà gái, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Phùng Minh Sáu và bà Lê Thị Việt Hà là bố mẹ thân sinh sang cô dâu Minh Ngọc. Xin mời ông bà cùng tiến lên phía trước một bước ạ, để đón nhận những tràng vỗ tay chúc mừng của toàn thể quý vị ạ. Nhiều xin mời ông bà cùng đứng góp. Thưa quý vị thân mến, về phía gia đình họ nhà trai chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Cường và bà Hoàng Thị Hạ là bố mẹ thân sinh ra chú rể Nguyễn Mạnh. Xin mời ông bà cùng tiến lên phía trước một bước để đón nhận tình cảm chúc mừng của toàn thể quý vị quan khách ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin mời ông bà cùng đứng góp. Và thưa quý vị, họ là những người hạnh phúc nhất, dạng người nhất trong lễ thành hôn ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, không ai khác, đó chính là chú rể Nguyễn Mạnh và cô dâu Minh Ngọc. Và trong khoảnh khắc ý nghĩa ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng tiến lên phía trước, cùng cúi chào ra mắt, cảm ơn, đặc biệt đón nhận tình cảm chúc mừng của toàn thể quý vị quan khách. Xin mời. Và kính thưa quý vị khách quý thân mến, và ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự vun đắp rất lớn từ phía hai bên gia đình,
ngày hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi hân hoan long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại khán phòng tiệc cưới ngày hôm nay, đó chính là niềm hân hoan, niềm vinh dự rất lớn mà gia đình chúng tôi được đón nhận. Cách riêng đó chính là đôi bạn trẻ. Vậy xin được thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho gia đình, em xin thành công xin phép được trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn trọng đại cũng như bữa tiệc mừng chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Chú rể Nguyễn Mạnh sánh duyên cùng với cô dâu Minh Ngọc xin phép chính thức được bắt đầu. Những tràng vỗ tay vô cùng là đồng hồ để chúng ta cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ, họ sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên nhau. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chứng kiến nghi thức quan trọng nhất của dâu và chú rể. Họ sẽ cùng trao cho nhau những kỷ vật thiêng liêng để minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Họ trao tặng cho nhau trong ngày hạnh phúc hôm nay dưới sự chứng kiến của bố mẹ hai bên và toàn thể quý vị quan khách. Xin mời cô dâu và chú rể hai bạn hãy cùng tiến lên phía trước và cùng quay mặt vào nhau đi ạ. Hãy cùng nắm lấy tay nhau và cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng trong ngày hạnh phúc hôm nay, đó là cặp nhẫn hạnh phúc. Và trước tiên xin mời chú rể Nguyễn Mạnh hãy trao chiếc nhẫn hạnh phúc của mình tới người vợ, đó chính là cô dâu Minh Ngọc. Người chiếc nhẫn cưới trong ngày hạnh phúc hôm nay sẽ mãi mãi minh chứng cho tình yêu của bạn dành tặng tới người vợ của mình. Và xin mời Minh Ngọc cô hãy chào cho nhân hạnh phúc của mình tới người chồng, đó là chú rể Nguyễn Mạnh. Để một lần nữa chị đến cưới trong ngày trọng đại hôm nay sẽ mãi mãi minh chứng cho tình yêu và lòng chúc thủy của các bạn trong đặc sắc của nhau. Chú rể và chú rể hãy cùng rất cao cảm nhận hạnh phúc của mình vừa trao lên đi ạ. Để tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho gia đình trẻ Nguyễn Mạnh và Minh Ngọc ạ. Hãy đừng quên dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và ý nghĩa được không ạ? Xin mời! Xin cảm ơn rất nhiều ạ! Mong nguyện cầu chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong năm hạnh phúc! Và bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng di chuyển ra phía bàn bánh ngọt, đúng tay chung tay đem lên chiếc bánh ngọt hạnh phúc, xin mời các bạn! Và thưa quý vị thân mến, chiếc bánh ngọt đã được phát ra thực hiện cho những tình yêu ngọt ngào, những tình yêu trong trắng mà đôi bạn trẻ họ đã cùng trao tặng cho nhau trong ngày hạnh phúc hôm nay. Một tình yêu luôn luôn chưa mòn sẻ bùi, họ sẽ cùng nhau sẽ bước bên nhau đi tới suốt cuộc đời. Xin mời bố mẹ hai bên cùng toàn thể quý vị quan khách cùng chứng kiến những giây phút ngọt ngào ý nghĩa hạnh phúc của hai con ạ. Xin mời chú rể Nguyễn Mạnh sẽ cùng vui rượu xung quanh ạ. Rất nhiều xung quanh lên khát ly vững chắc cho tình yêu của các bạn. Thưa quý vị thân mến, sự xung quanh được diễn ra thể hiện cho những tình yêu nóng bỏng, những tình yêu đồng cháy và đồng ngàn mà đôi bạn trẻ Nguyễn Mạnh, Minh Ngọc họ đã cùng trao tặng cho nhau trong giây phút ngọt ngào hôm nay. Và từ ngày hôm nay tới suốt cuộc đời thì trái tim của đôi bạn trẻ họ sẽ mãi mãi hòa chung một nhịp đập, hòa chung một dòng chảy của tình yêu và hạnh phúc. Thưa quý vị thân mến, và quý vị chúng ta đã được chứng kiến những giây phút ý nghĩa ngày hôm nay của đôi bạn trẻ Nguyễn Mạnh và Minh Ngọc. Một lần nữa xin được thay lời cho gia đình chúng tôi trân trọng cảm ơn tình cảm chân quý sự có mặt của toàn thể quý vị quan khách, những người thân trong gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp đã có chút thời gian quý báu của mình có mặt tại khán phòng ngày hôm nay để cùng tham dự bữa tiệc mừng, cùng dành cho gia đình chúng tôi những điều chúc tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày trọng đại, ngày hạnh phúc của hai con đã thực sự vuông tròn, bố mẹ của chú rể Nguyễn Mạnh và những món quà vô cùng ý nghĩa, đó là những điều chúc tốt đẹp nhất tới hai con trong ngày trọng đại hôm nay.
và xin mời ông bà Cường Hạ là bố mẹ thân sinh ra chú rể Nguyễn Mạnh sẽ cùng gửi tặng món quà thân thương chúc mừng hai con trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được bà và xin được thay lời cho hai con xin được cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa mà bố mẹ đã dành tặng chúc mừng hai con trong ngày trọng đại hôm nay. Và chúng con xin nguyện cầu chúc bố mẹ hai bên luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên các con, các cháu. Và chúng con xin hứa với bố mẹ, dù trong cuộc sống sau này có gặp nhiều khó khăn, có gặp nhiều vất vả, chúng con xin mãi yêu thương nhau để khắc phục lòng mong đợi mà bố mẹ đã dành tặng chúc mừng hai con trong ngày trọng đại hôm nay. Sau đó xin mời bác Trung ở Sài Gòn cùng trở lên sân khấu gửi tặng món quà chúc mừng hạnh phúc hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay. Xin mời bác Trung ạ. Thay lời cho anh cháu xin được cảm ơn tình cảm món quà hết sức ý nghĩa mà bác đã dành tặng và chúc mừng hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Vâng, và sau đó thì xin mời cô chú Thái Hằng, cô chú Trọng Thảo ạ cùng trở lên sân khấu gửi tặng món quà chúc mừng hai cháu. Sau đó thì xin mời cô chú Nam Huyền, cô chú Cường Hoa chuẩn bị ạ. Vâng, và thay lời cho hai cháu xin được cảm ơn tình cảm những món quà hết sức ý nghĩa các cô các chú đã dành tặng chúc mừng hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay. Tôi xin mời các cô cùng nán lại sân khấu một ít giây lát ạ để cùng lưu lại những khoảnh khắc ý ngày hôm nay cùng với hai cháu và gia đình ạ. Vâng, xin được cảm ơn gia đình cô chú Thái Hằng, cô chú Trọng Thảo ạ. Và tiếp theo xin mời gia đình cô chú Nam Huyền, cô chú Cường Hoa cùng trở lên sân khấu ạ gửi tặng món quà chúc mừng hai cháu. Xin mời các cô các chú ạ. Vâng, xin mời cô chú Nam Huyền và cô chú Cường Hoa cùng gửi tặng những món quà chúc mừng hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay ạ. Vâng, một lần nữa thay lời cho hai cháu xin cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa mà các cô các chú đã về tham dự gửi tặng và chúc mừng ạ. Vâng, xin được cảm ơn cô chú Nam Huyền, cô chú Cường Hoa. Vâng, và sau đó thì xin mời các cô chú hội xóm ạ cùng trở lên sân khấu để gửi tặng những món quà thân thương chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, và xin lời cho cô dâu và chú rể cùng với đại gia đình cảm ơn tình cảm sự hiện diện của các cô các chú hội xóm đã về tham dự đã có những món quà gửi tặng và chúc mừng ạ. Vâng, và xin mời các cô các chú cùng đứng lại sân khấu những giây lát để chụp ảnh lưu niệm với hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay ạ. Sau đó thì xin mời gia đình bác Hùng, cô Vân ở Đà Nẵng cùng trở lên sân khấu gửi tặng món quà chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay. Cảm ơn các cô, các chú hội xóm ạ. Xin cảm ơn gia đình bác Hùng, gia đình cô Vân ở Đà Nẵng đã về tham dự gửi tặng những món quà chúc mừng hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay ạ. Và sau đó thì xin mời chị Diệp Anh ạ cùng hiện diện lên sân khấu gửi tặng món quà chúc mừng hai em. Xin mời chị Diệp Anh ạ. Xin cảm ơn chị Diệp Anh rất nhiều ạ. Và sau đó thì xin mời các bạn cùng cường thanh các bạn lên sân khấu gửi tặng món quà chúc mừng ạ. Thế là chúng tôi muốn chia sẻ cảm ơn sự hiện diện của các bạn rất nhiều. Những người bạn thân chi kỷ và xin mời các bạn chúng ta cùng nán lại sân khấu một ít giây lát để cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay cùng với cô dâu và chú rể ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Thưa quý vị thân mến, chắc chắn rằng khi quý vị đến đây chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều những món quà ý nghĩa để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Cường là bố thân sinh ra chú rể Nguyễn Mạnh xin phép được đại diện hai bên gia đình có lời phát biểu đặc biệt gửi lời cảm ơn tới sự có mặt của tất cả quý vị quan khách trở về tham dự bữa tiệc mừng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khán giả, tôi xin được đại diện cho gia đình nhà trai gửi lời chào cảm ơn sự hiện diện của các quý vị, cảm ơn các quý vị có chút thời gian về chung vui với gia đình của chúng tôi và hát ca chúng tôi. Tôi xin trân trọng kính mời các quý vị cùng tham dự việc thân mật cùng gia đình của chúng tôi. Tôi xin chân thành và cảm ơn. Vâng, chào mừng thế giới của tôi đến gia đình nhà mình các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.
và trong ngày trọng đại của hai con đã thực sự vô tròn. Chúng con xin được kính dâng lên bố mẹ những ly rượu để chúng con được cảm ơn bố mẹ cũng như được báo hiếu bố mẹ trong ngày trọng đại hôm nay. Và xin mời cô dâu sẽ dâng ly rượu để cùng mời bố mẹ chú rể ạ. Và xin mời chú rể sẽ dâng ly rượu và mời bố mẹ cô dâu ạ. Xin mời quý ông bà cùng đón nhận ly rượu của hai con trong ngày trọng đại hôm nay. Và phía dưới chúng tôi xin mời tất cả quý vị quan khách cùng chuẩn bị cho mình những ly đồ uống ạ. Cùng sẵn sàng lên ly hóa chung niềm vui với hai người gia đình chúng tôi trong bữa tiệc mừng ngày hôm nay ạ. Và cho phép MC Tài Công ạ, xin được bắt nhịp 1, 2, 3. Xin quý vị chúng ta sẽ hô thật lớn là chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Xin quý vị sẵn sàng nhá. 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc, xin mời. Và xin mời hai gia đình cùng nâng ly ạ. Vâng ạ, xin mời cô chú Hùng Duyên ạ, sẽ cùng gửi tặng món quà. Xin mời cô chú Hùng Duyên trong ngày hôm nay ạ. Xin mời cô chú Hùng Duyên. Vâng ạ, xin mời cô chú Hùng Duyên gửi tặng món quà, chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại hôm nay. Vâng ạ, đây là lời chào, xin cảm ơn cô chú Hùng Duyên rất nhiều ạ. Cái món quà ý nghĩa, chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại hôm nay. Xin mời cô chú cùng đón lại xuân đầu với xin lát ạ. Chúc ảnh lưu niệm với hai cháu ạ, xin mời cô chú. Và bây giờ gia đình chúng tôi xin phép được trở về các bàn tiệc để được đi cảm ơn cũng như được đón nhận tình cảm chúc mừng của toàn thể quý vị quan khách. Xin mời gia đình ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức và gia đình, chúng tôi trân trọng cảm ơn tình cảm sự có mặt của tất cả quý vị quan khách. Và bây giờ gia đình chúng tôi xin phép được trở về các bàn tiệc để được đi cảm ơn cũng như được đón nhận tình cảm chúc mừng của tất cả quý vị quan khách. Và xin mời quý vị chúng ta cùng tham dự bữa tiệc ngày hôm nay cùng với những ly rượu nồng, những câu chuyện tâm giao, những điều chúc tốt đẹp tới đôi bạn trẻ. Và bên cạnh đó, tại sân khấu ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những bản nhạc vô cùng ý nghĩa. Ngay sau đây do nhóm nhạc violon xin phép được dành tặng tới toàn thể quý vị để chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật ngon miệng và ý nghĩa. Một lần nữa, thay lời cho ban tổ chức và gia đình, chúng tôi trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Chia nhau tình yêu còn mãi, mình tin
bên nhau, dẫu tát biên đông cùng cả đồng hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.